Hello các bạn, hôm nay mình sẽ thử thách cầm 100 ke ăn được gì tại hội chợ ẩm thực Quy Nhơn nha các bạn. Đây, let's go các bạn. Cái này bao nhiêu cây anh? Lấy cho em một cây đây anh. Lấy một cây. Vô đứng như mát nè anh, cái này bán sao anh? 7.000 là một miếng như là 7.000. Bốn miếng 28.000. 7.000 một miếng nha bạn. Một miếng các bạn, sushi công cụ. Bảy ke một miếng. Em lấy cho anh một cây này đi. Em 25.000. Bạc thiếu không? Bạc cây nha. Bạc ăn nha. Kè một cây nữa bạn, chân kìa xuất thái. Chân kìa rút xương xuất thái nữa bạn. Kè kè.
Hàn Quốc 30 ngàn nha các bạn. Đây. Cái người vào của Nhật Bản. Hai. Bánh đặc dĩa 10 ngàn một cái nha các bạn. Đây. Nhân đậu xanh. Mua một thang cũng được. Gặp nào. Nước ươi. Anh cái bạch khí này là bán sao vậy anh? Dạ. Bạch khí này. Lõi. Lõi à? Là bao nhiêu một phần rồi anh? 60. 60 một phần à? Làm cho em một phần này được không? Đây bạch khí này 60 ngàn nữa bạn. Bán dày dầu cho khé nổ luôn. Cho em bơi khí ăn thử. Con một cái bánh hồng này cô Bình. Cái nào cũng vậy. Mua đi cô, này sẵn là bao nhiêu vậy cô? 40 ngàn. Cô có lấy gói nào? Anh mua thêm hộp rong biển cho bé ăn anh nè, rong biển sấy tỏi. Bé ăn bổ sung canxi. Sáng rồi đây. Bánh hồng được sáng tâm quan. Bột bên trong này. Tôi đứng mua lại chứ rồi các cái một con rồi. Kênh và like để chia sẻ video và đón nghe tiếp vào.